xung quanh mặt. Mỗi động tác chúng ta thực hiện khoảng 90 lần ha. Rồi động tác thứ 6, dùng 4 ngón tay gãy đều trên mặt, 4 ngón tay còn lại lần lượt cà theo. 4 ngón tay còn lại lần lượt cà theo. Mình đi thành hình vòng tròn.